gửi mình... email hai con nhà không? Rồi tiếp có ông cái nào ông chả xem. Không, hai con ở nhà nhưng mà. Nhà nhưng ngày trước cũng quay rồi đúng không? Đấy, ông biết mà. Đấy to quá. Chú quay kỹ lại cái này như nào? Bây giờ quay lại quay kỹ nào nhỉ? Đây, vừa nãy 3 triệu gì nữa? À đây là 3 triệu rưỡi đấy. Ờ, 3 triệu rưỡi. Quay rồi. Đấy. Đường Hùng đã mở hàng chưa? Tí tiền thôi mà nhìn cũng được. Đấy, toàn chất lượng, cái này chất lượng. Đây, chất lượng mà chẳng ai mua đây. Này có khách đâu, này toàn người ở đâu, toàn thợ với nhau. Quay kỹ cái này đi làm. À, con này thì hôm trước quay rồi, đẹp. Hôm nay quay tiếp. Cứ quay tiếp. Đấy, cây đẹp. Mỗi tội cây đẹp để khuất quá không qua chui vào được, nhìn được một mặt. Cái này khổ quá rồi. Khổ độ tàn bóng là đẹp rồi, độ rộng đẹp rồi. Đừng có làm cây rơi đấy, bỏ xòe ra. Rồi. Còn nuôi nó mới khó chứ còn cắt đi được đơn giản này. Cây đẹp, bóng dáng đẹp. Này bày vào không gian nó mới nổi. Mình để chợ thế thôi. Gửi ảnh cho ông nhé. Tác phẩm rừng xà nu này bao tiền đấy? 15 triệu. 15 triệu. Đấy, nó là chuyện là trong người đó. Đẹp. Đẹp. Xong rồi mình làm một số cái dây từ đây sang lưới điện. Đấy, đẹp hết. Làm cái dây thóng thóng này này kiểu đó. Chứ căng căng đét là dây điện không bao giờ căng đét được. Đẹp, đồ đẹp. Như trên phố cổ xưa. Dây điện, dây mạng. Đấy, đẹp quá. Đẹp đồng mộc. Đẹp đấy nhỉ. Xưa. Xưa là đẹp hơn. Xưa là lắng hơn. Coi như là chơi cũng ngon rồi. Vừa chơi vừa làm tí. Đấy. Cái này bảo bao nhiêu quyền bố chứ? 3.5 triệu. Chuột. Đấy. Làm nhanh nó. Chắc đầu phút đấy. Gói này bao nhiêu? 15 triệu. Đây bonsai thì đang cũng to nhỏ. Nó lên cái này vẫn 16 nhỉ. 16 hay 18 đi. 16. Cây phùa. Ok. Hay hết. Đấy một thuyền mèo đây, muốn lại thuyền mèo. Đặt tưởng sống giả chết ra. Em làm ít dây đi dây đen đen làm giả dây điện, em quăng phát từ đây sang đây chọn chỗ này. Bên này sang đây phát. Làm dây điện kiểu như tuyên phố. Quê này chắc của nhiều. Quê này chắc của Lập Lực gì đấy. Quê đâu điền đấy. À thế à? Rất nhiều dễ giết bết nhỉ. Không đáng. À cây chặt cây chắc cây ngày xưa thả nước nó thế. Lập à? Có Lập. Lập hay Lực? Đây. À đây. Đấy. 20. 20. Bán rẻ đấy. Đấy, rẻ nó đẹp thế này. Lập số luôn, lập số luôn. Điền không quê thì điền con này nó bị 200-300. Thế à? Thực điền. Điền con này 300. Làm sao mà điền nó bách cái kia này. Trước ạ. 0979 796 nhưng mà người hơi là say bố rồi. Say rồi, say chưa? Say. Mùi sáng còn anh mới nọ mà thơm lắm. Ngay lúc cái vật cho cài đấy, cái mùi giấm sao? Thơm lắm.
mày quá đeo cổ quá chấm ba chai chú mới vật được mày quá mày quá đeo gọi trước đi mày quá đeo khẩu trang nó say đấy thịt con đồ cao cấp tí nữa con kia thì ông ấy cũng trở về cho à đây mua con kia rồi à? À chơi đồ cao cấp con cứ chơi mà đấy để ra sau xem như nào cây quế thắng vừa đọc số chơi hình kiện kia mà chơi bóng chơi cảnh quan đẹp khỏe sân đẹp sân to nhưng mà để chơi nó hơi vất gọi là yên vị một chỗ thôi. Đây là cây của anh Lực đấy, xe của anh Lực đấy. Con này cũng được nhưng mà nó lại là cái giờ cái nó là cái thân cắt da nên là khá là lâu nữa nó có bệ nhưng mà để da rẻ như này là sạch sẽ là quá ổn rồi. Đấy. Con thôi này nuôi lâu được đấy. Được, sạch sẽ, da rẻ đẹp. Sạch sẽ. Dọn ra là đồ chơi hết rồi. Chỉ đấy. Lấy bệ thôi, chỉ con nuôi bệ thôi chứ thân như này là không chê được vào con đâu. Này thì không thể chê được. Nói chung con này sau này mà nó mà nuôi cốt như này là nó nói chung là cái chơi. Lì cái này là sao nhiều tiền? Đây. Này là bao tiền đây? Con này là 28 triệu. 28 triệu. Đây. Hôm nay mang có mỗi cái này đi. Chở nặng quá nên đấy không chở được. Đấy. Cái này thì chắc chỉ 3 năm nữa là nó bằng ngón tay rồi. Ăn liền nó nhanh bệ này. Với chảy ra thì ấy. Ông nào thợ lì đưa cái này về nuôi tốt quá. Ừ, thợ lì nuôi cái này là có thân cốt này thì quá ổn rồi thì nuôi bệ. Con này thì nói chung là nó chỉ thiếu mỗi chân bệ thôi. Mà nó đang ra rồi. Ờ, nói chung là hàng sạch. Bán nghe không? Mấy hôm toàn chở mấy cái to đi thì đều bán được cả. À. Mấy hôm bán được cái to. Mình cái chở đồ hàng sạch sạch nên đi là dễ bán. À. Vì những cây này tầm là những người thợ mà người ta biết là người ta nuôi rồi người ta mua rồi. Bởi vì cây nó cơ nó sâu. Ra rẻ cân cốt nó khung kiếp ngon rồi. Thế nên mà dọn đi thì tháng 10 là dọn đi là đẹp. Tay này dọn đi thì nó ẩm hết cả. Không phải chỉ cân khung rồi, chỉ cần chờ bệ thôi. Chờ mẹ mới làm ngọn. Đây cái gì vừa nhổ đi đây đúng không? Vừa bán nữa. Đây được. Bác cho lại cái số cái. 0366 366 083 922. Nhà nhiều đồ đẹp hết đấy nhỉ. Nhà nhiều nhà có những cái to của 100 cây. To là to cỡ nào? To nói chung cây tiền trăm có một cái tiền không nghĩ là về cái trọng lượng về trọng chiều cao ấy. Nói chung là cây nó khoảng độ cứ 40B có ủa, có bạn cứ tầm này quanh quanh này thì nhiều quanh quanh như này thì nhiều à, quanh này được. Thì nó...
lực. Vinh lực vôi đấy, đang nuôi sổng chưa. Chào nghệ nhân nhé. À đây cái viết à, cái của lực, ở đây cái của lực bên này. Sáng đã có tiền rồi, được thế. Đấy, cây này bao nhiêu? 50. Vừa nãy nhầm cái từ cây của anh Lực. Đó, nhìn đầu xe không phải Lực bên này. À, 50. Cây kia thì toàn đồ phôi nuôi cho anh em thợ. Ok các bác, để tôi sai nha. Khu vực anh Lực này chút nha.